Tráng lại đau nhất chứ. Đau hơn cái chỗ này nữa. Dạ dạ đây em muốn tao đau hơn. Ui. Hấp xong rồi hóa một xíu. Thủy ơi, chú Thương làm nghe nha. Nhanh quá nó không có lấy được mụn. Thả lỏng. Cái cục trên đây nó rất là to. Không lấy không được. Cái mặt nó láng rồi, giờ nó còn cái mỗi cái vùng trán này để cho hết. Về đi giao hàng sao mà chị hối dữ vậy? Lấy hàng gì cho chị? Giờ tới chiều em phải lấy 4 chuyến rồi. Dữ vậy hả? Mà cũng cả ngang đường đi qua đây không à. Ghê vậy?
Trời em ơi, em mới chích mỡ mồng mà em chịu đi quá vậy. Thằng chắc cái shipper này là dễ 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 bị lắm. Trời ơi, sao lúc đang đau vậy? Cái tráng này đau rồi. Đau rồi, đau muốn đau luôn á. Sắp xong rồi, ráng xíu. Cái cần chị gì nghỉ, chị cho nghỉ mấy giây không? Ừ, em lại gấp mà. Hít thở bình thường, thở lỏng, không có gì cả. Lấy da sạch rồi. Sắp xong rồi chị. Sắp xong rồi. Bấm hào biến rồi. Hử? Nặng cái hào biến rồi đó. Di chuyển. Đây, chuyển bên này. Thả lỏng cơ mặt ra thì mình lấy nó sẽ không có bị đau. Thì mụn bên đây cũng khá là sâu. Mình càng thả lỏng thì nó càng không đau. Sáng em ăn sáng chưa? Chưa luôn á. Chưa luôn á, đi thẳng ra đây lấy mụn nữa à. Ngủ dậy 7 giờ. Ngày 8 giờ ở đây là chị đã chờ em rồi đó. Sao ngày em dừng xuống Vĩnh Văn 7 rưỡi em chạy em tới đây 8 giờ 7 rưỡi bắt đầu đi, giờ đã đi cả tiếng rồi hả? Tại kẹt xe đó, đi xíu đó. Tại 8 rưỡi em mới lên tới đây mà. Tấm thần nó ra quá trời. Dạ, yeah. Thì công nhân nó nghỉ nhiều mà. Nhưng mà chắc rành đường đúng không Phúc? Dạ. Em dám về chắc rành đường ổn đúng không? Em đi một lần em nhớ. Đâu quá. Sắp xong, mấy giây nữa là xong. Chị di chuyển mấy chỗ cho em. Thả lỏng chứ lấy. Vậy là mấy cục to lên nè. Yeah.